Chào mừng các bạn đến với kênh Pháo thủ Arsenal. Sau đây là những nội dung vừa cập nhật. Saka, Trossard, song sắt mới của pháo thủ. Bộ đôi ăn ý mới nhất lại tỏa sáng, thậm chí sắm vai chính giúp Arsenal đánh bại Sevilla. Pháo thủ đặt một tay lên tấm vé dự vòng 1/8 của Champions League trong lần đầu trở lại giải đấu sau 6 năm ròng rã. Hãy nhớ lại cách đây 1 tháng, pháo thủ từng có chút dao động sau thất bại trước Lens ở lượt đấu thứ 2 vào bảng. Nhưng thật nhanh sau đó, họ trở lại đường ray bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước câu lạc bộ Sevilla. So với trận đấu đầu tiên trên đất Tây Ban Nha với tỷ số sát nút 2-1, chiến quả 2-0 vào giữa tuần này còn thuyết phục hơn. Arsenal chỉ mất nửa giờ để giành lợi thế trên sân nhà, đáng nói hơn là bằng một bàn phối hợp thật nhuần nhuyễn. Khởi nguồn từ đường chọc khe tuyệt vời của Jorginho cho Bukayo Saka, người xâm nhập vào vòng cấm từ cánh phải. Với ngay nhịp chạm đầu tiên, Saka đã căng ngang cho Leandro Trossard dứt điểm cận thành. Đó là bàn thứ 5 của Trossard trong mùa này. Cầu thủ người Bỉ chứng tỏ Mikel Arteta đã đúng khi xếp anh đá chính trên hàng công trong bối cảnh Gabriel Jesus và Eddie Nketiah đều vắng mặt. 2/5 màn của Trossard mùa này là khi vào sân thay người, nên từng có nhiều lúc anh sợ nguy cơ trở thành một siêu dự bị. Chính mối quan hệ hợp tác ngày càng ăn ý với Saka giúp Trossard có cơ hội đá chính. Thật không thể tin nổi khi tất cả 6 bàn của Trossard kể từ khi gia nhập pháo thủ vào tháng giêng đều là do Saka kiến tạo. Theo Squawka, đó là số lần dọn cỗ nhiều nhất của một cầu thủ tại Premier League cho riêng một đối tác ở mùa giải 2023-2024 tính đến thời điểm này. Ý nghĩa hơn nữa là 5 trong số 6 bàn của Trossard cho Arsenal đều là những pha lập công quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện. 3 bàn mở tỷ số và 2 bàn gỡ hòa. Mối quan hệ hợp tác này bắt đầu từ mùa trước với màn ra mắt của Trossard trong trận hòa 1-1 trước Brentford từ đường truyền của Saka ở giữa hiệp 2. Sự ăn ý nối tiếp ngay từ trận đầu mùa khi Saka kiến tạo bàn gỡ cho Trossard trước Manchester City ở Community Shield. Đó là pha lập công đầy cảm xúc ở phút 90+11 kéo trận đấu vào loạt đấu súng nơi pháo thủ cùng giành chiến thắng. Kể từ đó Saka tiếp tục kiến tạo cho Trossard trước PSV Eindhoven, Everton, Chelsea và gần nhất là Sevilla. Mỗi khi điều này xảy ra, pháo thủ lại có thể mở hội. Họ thắng 3 trong số 4 trận đó. Vấn đề duy nhất là sự hợp tác này trông có vẻ đơn phương. Trossard thực tế cũng đóng góp đến 11 đường kiến tạo cho Arsenal trên mọi đấu trường từ ngày gia nhập. Nhưng chỉ có một là truyền cho Saka trong chiến thắng 5-0 trước Wolves vào ngày cuối của mùa giải trước. Khi thấy Jorginho có bóng, tôi biết chắc anh ấy sẽ truyền cho Bukayo Saka. Vì vậy tôi phải có mặt sẵn sàng trước khung thành, Trossard tiết lộ với TNT Sport sau trận thắng trước câu lạc bộ Sevilla. Bukayo Saka đã dọn sẵn món lên đĩa và tôi chắc chắn phải ăn được. Vì vậy nó là một bàn thắng nhờ công của tập thể giúp chúng tôi khởi đầu có lợi và chơi tốt trong phần còn lại của trận đấu. Cựu danh thủ Rio Ferdinand thậm chí châm biếm vui vẻ đơn phương như thế này: nếu là Saka, tôi sẽ lập tức đòi Trossard đặt rồi tự tay ra bữa tối và tráng miệng cho mình hàng ngày. Tôi sẽ bảo kiểu nào vì tôi sẽ giúp anh ấy trên sân nên giờ anh làm việc này bù cho tôi. Chính Saka khi bàn thứ hai kết liễu Sevilla trong đêm lộng gió giữa tuần này. Cú dứt điểm lạnh lùng sau pha phá bẫy việt vị trong đường tơ kẽ tóc và đón đường chuyền thuận lợi của Gabriel Martinelli. Đó là bàn thứ 6 trong mùa giải này của ngôi sao đang lên nghỉ Anh và là bàn thứ 5 mà anh góp công tại Champions League. Một khởi đầu không hề tồi nếu không muốn nói cực kỳ ấn tượng của cầu thủ lần đầu dự Champions League. Trong lần gần nhất Arsenal ra sân tại Emirates ở đấu trường này, Bukayo Saka cũng vừa ghi bàn vừa kiến tạo trước PSV Eindhoven. Opta chỉ ra anh là tay pháo đầu tiên vừa dọn cỗ vừa phá cỗ trong hai trận đấu sân nhà liên tiếp tại Champions League kể từ trường hợp của Cesc Fabregas trước chính Sevilla và Slavia Praha mùa giải 2007-2008. Chiến thắng của PSV trước Lens khiến Arsenal chưa thể sớm lọt vào vòng 1/8, nhưng ở lượt trận đấu sau, họ chỉ cần tránh thất bại trước đại diện của nước Pháp là cầm chắc tấm vé đến vòng đấu knockout. Đó sẽ là một sân đáng trông chờ của pháo thủ và các cầu thủ viên của họ ở vòng 1/8 bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2024. Phải mất 6 mùa kể từ năm 2016-2017, họ mới trở lại Champions League và gấp đôi con số, đó là lần lượt họ vượt qua vòng 16 đội mùa giải 2009-2010, hạ Porto với tổng tỷ số 6-2. Arsenal có đủ sức giải lời nguyền ở bước đầu tiên của vòng đấu knockout, thứ đã ám họ hơn một thập kỷ qua, hay không, sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Từ chiều sâu lực lượng, phân phối thể lực khi còn phải đua với Man City tại Premier League, chút may mắn trong lễ bốc thăm cho đến phong độ của các trụ cột. Trong đó, độ ăn ý đang trên đà tăng của Bukayo Saka và Trossard cũng rất quan trọng. Việc tình bạn diệu kỳ mới này có chắc bền lâu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiền đồ của pháo thủ trong phần còn lại của mùa giải. Thomas Partey có chăng đã hết hạn sử dụng? Ngôi sao người Ghana gặp quá nhiều vấn đề thể trạng dẫn đến việc không thể ra sân thường xuyên. Khi Arsenal ký hợp đồng với Thomas Partey từ Atlético Madrid với giá 50 triệu euro, nhiều ý kiến cho rằng pháo thủ có thể giải quyết được vấn đề dứt điểm ở hàng tiền vệ và một mức độ nào đó sự kỳ vọng phần nào được đáp ứng. Khi ở trên sân, Thomas Partey luôn mang đến màn trình diễn ấn tượng. Ngôi sao người Ghana kiểm soát nhịp độ trận đấu và phân phối bóng cho đồng đội với những đường chuyền chuẩn xác.
Với thể hình ấn tượng cùng với khả năng đọc tình huống tốt, không ít lần Thomas Partey đã mang đến những tình huống phòng ngự từ xa, giúp pháo thủ hạn chế mối đe dọa bởi những pha phản công từ phía đối thủ. Vấn đề duy nhất mà cựu sao của Atlético Madrid gặp phải đó là thể chất. Thomas Partey thường xuyên dính những chấn thương vặt vãnh và không thể ra sân đều đặn. Tính ở mùa giải năm nay, Thomas Partey đã bỏ lỡ 4 trận đấu ở giải vô địch quốc gia và 2 trong số 3 trận đấu ở Champions League của Arsenal. Cầu thủ 30 tuổi vào sân trong 15 phút cuối cuộc đối đầu với Man City và lập tức để lại dấu ấn bằng đường chuyền dài tìm đến Takehiro Tomiyasu và cuối cùng là Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng. Khi đó người hâm mộ pháo thủ tin rằng Thomas Partey đã thực sự trở lại. Nhưng rồi ngôi sao người Ghana lại khiến tất thảy thất vọng. Sau cuộc chạm trán với câu lạc bộ Sevilla, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Thomas Partey không thể ra sân vì một chấn thương mới. Thật không may, đó là một chấn thương cơ. Chúng tôi không biết mức độ của nó, đó là một sự mất mát lớn đối với chúng tôi. Thống kê từ Transfermarkt đã cho thấy vấn đề chấn thương ngày càng trầm trọng của ngôi sao người Ghana. Từ năm 2016 đến năm 2019, khi còn chơi cho Atlético Madrid, Thomas Partey đã bỏ lỡ 7 trận đấu và tổng cộng chỉ vắng mặt 35 ngày. Nhưng kể từ khi đến Arsenal vào năm 2020, Thomas Partey đã bỏ lỡ tổng cộng 45 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Thomas Partey chỉ mới ra sân 4 lần trong mùa giải này, tính cả chung kết Community Shield. Mùa giải trước, tiền vệ này chỉ chơi 40 trận trên mọi đấu trường, 33 trận tại giải vô địch quốc gia, còn năm trước đó, 2021-2022, anh chỉ chơi 26 trận trên mọi đấu trường. May mắn thay, Arsenal đã ký hợp đồng với Declan Rice để giải quyết vấn đề, bởi giờ đây, Thomas Partey không đủ tin cậy để có thể ra sân thường xuyên. Đây là lý do mà Arsenal đang cân nhắc khả năng chia tay ngôi sao người Ghana nếu nhận về lời đề nghị phù hợp. Có vẻ như khoảng thời gian của anh tại Emirates đã dần đi đến đoạn kết. Ngoài Rice, Jorginho cũng dần chứng minh bản thân trong vai trò tiền vệ mỏ neo. Vì vậy Arsenal khá tự tin với tình hình ở tuyến giữa của mình. Saka khiến Rio Ferdinand thán phục. Trên TNT Sport, Rio Ferdinand thán phục màn trình diễn không tưởng của Bukayo Saka cho Arsenal. Bukayo Saka đã không đạt được phong độ tốt nhất trong mùa giải này. Anh ấy có vẻ như vẫn đang phải vật lộn với các vấn đề chấn thương của mình. Tuy nhiên, trong trận đấu với Sevilla đêm qua, Bukayo Saka đã giúp Leandro Trossard mở tỷ số bằng một đường kiến tạo đẹp mắt. Trong hiệp 2, anh đã tự mình ghi một bàn thắng tuyệt vời để nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Trên TNT Sport, trong khi đưa tin về trận đấu tối qua, Rio Ferdinand đã dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ 22 tuổi. Saka đã thể hiện phong độ không tưởng trong một thời gian dài đối với một cầu thủ trẻ như vậy. Các hậu vệ không bao giờ nên cho phép cậu ấy sử dụng chân trái của mình. Tôi không nghĩ Saka tiệm cận đẳng cấp của Robben, nhưng một số cầu thủ luôn muốn dùng chân trái. Bạn biết điều đó sẽ đến, nhưng họ rất giỏi ngụy trang nên thường làm được điều đó. Saka bỏ túi 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong mùa giải này. Đó là một phong độ đáng kinh ngạc đối với một cầu thủ chạy cánh, đặc biệt là một người còn trẻ như anh vào đầu mùa giải. Trước đó, Rio Ferdinand từng cảnh báo Arsenal về cách sử dụng Saka. Vì sao Takehiro Tomiyasu bị thay ra từ sớm trước câu lạc bộ Sevilla? Ở trận đấu với Sevilla, hậu vệ Takehiro Tomiyasu đã phải rời sân từ sớm. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đã dành những lời giải thích về quyết định của mình. Arsenal vừa có trận tiếp đón Sevilla trên sân nhà lượt trận đấu thứ tư của bảng B Champions League 2023-2024. Pháo thủ đã tận dụng tốt những cơ hội để giành chiến thắng 2-0 của Leandro Trossard và Bukayo Saka là những người ghi tên mình lên bàn tỷ số. Với 3 điểm có được, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 4 trận. Pháo thủ chỉ cần giành 1 điểm trong 2 lượt đấu cuối là sẽ giành vé đi tiếp. Ở trận đấu với Sevilla, Takehiro Tomiyasu đã bị thay ra ngay sau hiệp 1. Khi được hỏi về việc rút cầu thủ người Nhật Bản từ sớm, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết: "Cậu ấy đã gặp một số khó chịu trong hiệp 1 và chúng tôi không muốn gặp bất cứ rủi ro nào. Cậu ấy đã chơi rất nhiều phút và rõ ràng là khi có Zinchenko trên băng ghế dự bị, việc rút cậu ấy ra khỏi sân là quyết định đúng đắn." Pháo thủ đang ở trong cuộc khủng hoảng chấn thương, họ đang không có được sự phục vụ của Gabriel Jesus và Thomas Partey, trong khi đội trưởng Martin Odegaard và tiền đạo Eddie Nketiah phải chạy đua với thời gian để có thể ra sân trước Burnley vào cuối tuần này. Bukayo Saka bị chật mắt cá khi tiếp đất và phải điều trị trên sân. Anh đã cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng không thể. Cầu thủ sinh năm 2001 sau đó phải rời sân ở phút 85, nhường vị trí cho Jakub Kivio. Tuy nhiên, Arteta khẳng định cầu thủ người Anh không gặp vấn đề quá nghiêm trọng.